Hello, xin chào các bác. Chào mừng các bác lại trở lại với kênh Trai LPT Nhật Đức trong chuỗi hàng nghìn sản phẩm có mặt tại phụ tùng ô tô Nhật Đức. Vâng, thì em cũng đã nói với các bác rồi, mỗi một ngày em ra đến 10 video cũng như 10 sản phẩm cũng không thể úp hết được cái sản phẩm trong cái nhà của em. Thế nên thành ra là mỗi ngày em sẽ úp tầm 5-6 sản phẩm, không là nhiều thì em sẽ úp liên tục. Đây là một trong những chiếc đèn xi nhan của Kia 1 tấn 4, nó từ đời 2000 hắt đến bây giờ là 2020. Nó vẫn đang rất thịnh cho dòng Kia K165, K3000 và K140. Đấy, đây là đồ Hàn Quốc thôi các bác nhé, không phải hàng xịn chính hãng Kia Moto. Nhưng mà đặc biệt một cái là nhìn nó rất là đẹp và sáng bóng. Đấy, hàng này là hàng Hàn Quốc xịn, chứ không phải hàng Trung Quốc, không phải hàng Sài Gòn. Hàng này cũng có rất nhiều loại hàng, Sài Gòn có, Trung Quốc có, nhưng đây là hàng Korea, sản xuất tại Konya các bác nhé, hàng Hàn Quốc. Nhưng mà nó chỉ kém sau mỗi hàng hãng thôi. Đấy, hàng này lắp chung cho tất cả toàn bộ xe Kia của Việt Nam bây giờ trên thị trường. Đấy, các bác nhìn sâu vào bên trong một chút thì cái lớp mạ của nó nhìn cũng được ok. Mặt kính nhìn cũng trong. Nhưng mà đặc biệt một cái có vấn đề như này. Nhiều bác hay thắc mắc ấy, tại sao nó có hai cái đuôi bóng đèn này. Thì bản thân tất cả mọi người nhập hàng về của Việt Nam đều nhập theo form của thằng Phan Tiêu, chứ không làm theo form của thằng Trường Hải Việt Nam mình làm, Trường Hải mình. Thì người ta đặt là có chỉ có một đuôi đèn và hai chế độ bóng trên một chiếc lăng. Nhưng mà bên Hàn Quốc xịn của nó sẽ có bên hai bên tách biệt, xi nhan riêng và đờ mi riêng. Thế nên thành ra nhiều khi chúng ta dùng chung, đấy, vẫn dùng chung được, nhưng mà hai chế độ tách biệt nhau. Thì các bác thông cảm vấn đề này, thì đây là toàn bộ thị trường Việt Nam nó về, chứ không phải một mình em bán. Đấy, và qua những cái video này thì thông điệp muốn đưa tới các bác phân biệt được hàng thật hàng giả cũng như là chất lượng của tùy từng hàng. Hàng này là hàng xịn Korea, dùng ok. Nhưng mà nói các bác là nó sẽ bị mờ. Đấy, các bác nói thật các bác là nó sẽ không mờ, chứ không phải là nó cứ sáng bóng như này đâu. Còn không thể bằng đồ Trường Hải bây giờ được. Trường Hải bây giờ là hàng hãng người ta đặt bên kia rồi. Đấy, còn tiền nào của đấy thôi, giá thành nó rất hợp lý rẻ, thì nó chỉ được thế thôi. Còn nếu mà các bác nào mà muốn căng đét khét lẹt thì chúng ta phải bỏ tiền nhiều ra để mua hàng chính hãng thôi, hay là mua những hàng mô bít bên ngoài cũng có, nhưng mà thị trường về rất là ít. Đấy, vừa rồi thì em đã review qua cái đèn xi nhan trước của Kia. Đấy, bác nào mà có nhu cầu thì cứ liên hệ cho em theo số điện thoại trên cả visit đây, mọi thắc mắc em xin trả lời. Vâng, xin tạm biệt các bác, cảm ơn các bác đã theo dõi chuỗi hàng nghìn sản phẩm của phụ tùng ô tô Nhật Đức.